Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chủ cơ sở Lê Anh Xuân, 42 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cũng tại cuộc họp báo, khi phóng viên đã đặt vấn đề có dư luận cho rằng công an tham gia cổ phần trong quán karaoke An Phú, Đại tá Trần Văn Chính cho biết qua quá trình điều tra, đến nay chưa có tài liệu xác định vấn đề này. Tôi tin rằng là xác định sai đến đâu, không đến đó, không nên cấm trong cái xử lý tài khoản cái này là những cái quán karaoke An Phú. Trong đó chắc là cái gì này, ứng dụng cho rằng chết hơn 32 người. Tới giờ này tôi chưa thấy cái thông tin gì về cái này. Thì do đó tôi sẽ thực hiện thiệt hại trong những cái vụ cháy này là 32 người chết. Cái thứ hai, cái dư luận cho rằng là công an đã tham gia cổ phần, cái này các anh chị tốc có thể hơn. Cái dư luận thì không chính xác thì mình không thể cà phê. Để chúng quá trình điều tra chúng tôi là chưa xác định, không có xác định đến, không có tài liệu để xác định là có gì là tham gia cổ phần đây. Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, cơ quan chức năng đã tổng kiểm tra 630 cơ sở karaoke, qua đó phát hiện 273 cơ sở vi phạm, hiện đang tạm đình chỉ 51 cơ sở, xử phạt trên 4 tỷ đồng về các hành vi liên quan. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương khẳng định không có sự buông lỏng quản lý đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy.